rất nhiều. Đó, cùng chung tay em và em Tâm với đi Nguyệt. Hôm nay em đi thì có nhóm em có Nguyệt với lại Diêm. Thì hôm nay tại vì hôm nay em đi là ngày có đúng ngày chủ nhật thì là mấy chị không có đi nhiều, chứ giống em đi thì cũng rất là đông. Thì em đi thì cùng nhau đi vậy đó. Thì nói chung là em không có nói cơ nào đâu mấy cô chú anh chị. Nhiều khi mấy cô chú anh chị hiểu nhầm á, cứ nói mấy anh chị bình luận á, nói là em muốn nổi tiếng sẵn ổ đẻ. Nói chung là nhiều lắm. Chạy đi chạy dư lắm rồi. Thì hôm nay em xin chia sẻ cái phần tiền của bên ủng hộ bên em Thanh. Tại vì cũng có xem cái có buổi chia sẻ lên là người ta comment người ta nói là không được hay buổi ẩn rồi. Nên nhiều khi mà nó cũng không xem được. Dạ. Chị chia sẻ ở bên kênh của em luôn nha. Dạ. Chị cứ là, chia sẻ lên. Này hôm nay là mấy anh chị cũng toàn mạnh thường xuyên cũng xem cũng kênh em luôn á. Dạ. À, thì em xin chia sẻ bên kênh của em Tâm là hoàn cảnh của chị Tâm. Chị Mai ở Mỹ một ngày một đêm, chị giá tiền hả? Là bên kênh của Quốc chuyển qua cho chị là 24 triệu, là tổng cộng là 26.200.000 đồng. Là trước hết mình mua là làm cái máy tiền chế 6 triệu đồng. Như thế này, cái máy tiền chế của mở Úc á là có mạnh quân cho tiền mở Úc, nhưng mà mở Úc bỏ tiền ra mở Úc nó mở Úc làm, nhưng mà bên mạnh quân của chị á là nói thôi là cho mở Úc đi, là cô biểu trích ra cho mở Úc là 6 triệu, trong cái số tiền 1.001 đô là 6 triệu là cho mở Úc, cho riêng mở Úc. Rồi mua cái giường là ba, với mua hai cái cây sào đồ là 3.200.000, mua 4 bộ đồ là 220.000, mua cái màn là 180.000, cái quạt là 350.000, một cái đồng hồ đeo tường là 150.000, một cái lo hát kéo kéo để cho Thanh giải trí á là 1.350.000. Đi tiền xe là cô cho một chuyến đi 1.800.000, nhưng mà em đi 3 chuyến em chỉ xin cô là 3 triệu thôi, là còn bao nhiêu chị em chấp tiền ở đi, mà chị xuống đó là tổng cộng là 5 lần nữa. Rồi là tổng số tiền của cô là 10, còn lại là 11 triệu. 1.835.000. Còn số tiền này lại là cô cho cậu Tư đi khám bệnh. Nếu mà cậu Tư lên Sài Gòn khám bệnh thì cậu Tư liên hệ mình sẽ cho tiền cậu Tư khám bệnh. Rồi cậu Tư uống thuốc nam thì mình cũng cho tiền cậu Tư uống thuốc nam, là cậu Tư đã nhận tiền uống thuốc nam rồi một lần, rồi là 750.000. Còn lại của cô là con giữ của cô là 10.850.000 cô ạ. Tiền của bên của chị Thanh thì hôm nay con xin mượn cái kênh này con chia sẻ, con nói rõ ràng hơn, tại vì hôm bữa cô cũng chưa xem qua được cái kênh của con Bụi. Tại vì trước hết á là con đi là con có đến là có nhắn tin và điện thoại luôn ít, nhưng mà em nói chung là công việc em cũng rất nhiều, em không có nghe điện thoại và nhận được tin nhắn anh em cũng không có trả lời. Thì là nó mấy lần sau thì chị em con đi là chỉ đi một mình thôi. Rồi cuối cùng thì con có, tại vì xưa nay là con đi là những hoàn cảnh nào, bất cứ hoàn cảnh của ai thì cái ngày kết thúc tiền sổ tiền thì là con Bụi đều đi với con. Thì hôm ngày đó con có nhờ con Bụi đến để chia sẻ lên, nhưng mà con Bụi đăng clip lên á thì là những bên fan của Louis á, nói chung là những cái bình luận mà nói là bên đây tụi con là dành phần là dành công của Louis, dành công của Louis, mà thật sự là con không có một câu nào mà con nói là con dành công của con gì hết. Nhưng mà đến đó là con chỉ là cái chân của Thanh đó là bị lở lét nhiều lắm, cho nên con muốn là tóc cho Thanh cho hết thôi, chứ ngoài là con không nghĩ gì hết đó. Nhưng mà con đó là thấy nhà Thanh rất dơ và rất hôi thì chị em con là đến dọn. Tại sao nữa thì cô xem cô thấy đó, Louis cũng chia sẻ lên một clip con gửi cho Louis thì cô chia sẻ là cô thấy, thì cô may tiếp tục là một tiền để con là để mua để làm những gì đó gì cần thiết. Nói như vậy thôi, thì hôm nay em xin chia sẻ chút xíu thôi cho mấy anh chị, nếu xem thì mấy anh chị hiểu rõ hơn. Thì em không bất cứ một cái kênh nào hết đó, thì em thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì đáng thương thì em sẽ chia sẻ thôi.
em không có kênh nào đâu anh chị, và em cũng không có lập kênh. Là sau này mấy anh chị xem thì em chia sẻ một lần nữa, em cũng nói rất là nhiều lần là mấy anh chị đừng có đến nói chỗ điểm bán của em mà nhờ em giúp đỡ hay là chia sẻ cái gì, thông cảm cho em đi, tại vì chỗ đó là chỗ mua bán của em, chứ em không thể là biến chỗ đó lên tức là chỗ từ thiện. Mấy anh chị đó...